Ô tô đời cũ mới tinh, đại lý giảm đến 400 triệu. Không ít đại lý ô tô vẫn còn hàng tồn từ 2 đến 3 năm trước nay xả hàng. Thanh lý với giá siêu rẻ khiến người tiêu dùng không khỏi giật mình. Ô tô đời cũ 2017, 2018 tồn kho thanh lý giá rẻ bèo. Thị trường ô tô Việt Nam hơn từ sau Tết đến nay đã đón nhận nhiều chương trình giảm giá, các mẫu xe từ bình dân đến hạng sang đời cũ 2019 đều có những mức giảm hàng chục tới cả trăm triệu đồng thậm chí nhiều xe đời cũ từ năm 2017, 2018 tồn kho còn mới 100% được đại lý thanh lý với giá siêu rẻ giảm đến 300 đến 400 triệu đồng. Mới nhất là thông tin Chevrolet Trailblazer LTZ đời 2018 vốn có giá niêm yết là 1,066 tỷ đồng nay bất ngờ được một số đại lý giảm giá lên tới gần 400 triệu đồng nhằm thanh lý hết mẫu xe này. Số ít xe Chevrolet Trailblazer LTZ 2018 đang được giảm giá sâu này thuộc phiên bản cao cấp nhất, dẫn động hai cầu số tự động, tồn kho khoảng 2 năm nhưng chưa có khách mua, sau giảm giá, xe chỉ có giá bán khoảng trên dưới 700 triệu đồng. Đây, được xem là mức giảm giá kỷ lục trong phân khúc SUV hiện nay. Và cũng là mức giá rẻ không tưởng cho một chiếc SUV mới tinh. Thông tin này ngay lập tức gây chú ý đối với những khách hàng đã và đang có ý định mua ô tô mới. Anh Trần Thanh Thới, một người tiêu dùng ở Vân Đồn, Quảng Ninh cho biết, mức giá này quả là tốt cho một chiếc SUV full option hai cầu. So với các đối thủ trong cùng phân khúc thì mẫu xe 7 chỗ này cũng có những ưu điểm nhất định. Thực ra trước đó, xe không được ưa chuộng vì vấn đề giá thôi. Tôi nghĩ, giờ giảm giá thế này lại hot ngay, anh Thới nói. Không chỉ tồn xe đời 2018, mới đây một đại lý phân phối ủy quyền chính hãng của Toyota Việt Nam cũng chào bán một chiếc Toyota Avenger đời 2017 bản số tự động S với giá thanh lý chỉ 430 triệu đồng. Còn rẻ hơn cả một chiếc hatchback hạng A như Honda Brio. Mức giá giảm tới 163 triệu đồng so với thời điểm mới. Được ra mắt, xe, được đại lý sử dụng. Để trưng bày, chưa đăng ký biển số hay xuất hóa đơn, do đó số lượng chỉ có một chiếc duy nhất. Ngoài các dòng xe phổ thông trong nhiều tháng nay. BMW kép cũng đang duy trì giảm giá xe cho những mẫu tồn từ tận năm 2018, ví dụ như 3 series. Phiên bản mới đã về từ năm 2019, nhưng phiên bản cũ vẫn đang được mở bán tại đại lý. BMW kép 320i được giảm 300 triệu đồng. Khách đã mua xe than vãn vì sợ mất giá. Việc các đại lý xả hàng xe tồn 2, ba đời với giá rẻ như vậy. Được cho là cơ hội hấp dẫn chưa từng có cho những ai đang có ý định mua ô tô, tuy nhiên. Không ít khách hàng đã từng mua những mẫu xe nói trên lại ngậm ngùi than vãn vì lo xe mình đang bị mất giá, không có lợi cho việc chuyển nhượng sau này. Anh Nguyễn Thành Nam, một chủ xe ở Đông Anh, Hà Nội chia sẻ: "Thú thật tôi cũng vừa mua một chiếc Chevrolet Blazer bản tương tự đời 2019 cách đây 5 tháng, lúc đó mua giá khá cao tổng cộng đến hơn 1,1 tỷ. Nay xem tin xe đời 2018 còn mới nguyên mà rẻ vậy thật sốc." đúng là sáng ngủ dậy mở mắt đã thấy xe mất giá đến 8 cây, vàng. Tương tự như trường hợp của anh Nam, anh Đình Phương ở Long Biên, Hà Nội cũng buồn bã nói, không riêng gì những mẫu xe nói trên. Mình mua xe Toyota Fortuner tháng 2 năm 2018 bản 2.7S nhập Indonesia giá lăn bánh 1,35 tỷ đồng kèm, phụ kiện body lắc diêu cộng gập gương cộng cam hành trình, tổng cộng 120 triệu đồng. Chấp nhận giá chắc tổng cộng gần 1,5 tỷ mới lấy, được xe ngay. Nếu không sẽ phải chờ 3 năm tháng, giờ thì xe đời mới giảm không phanh. Thật quá chán, vì tính đến giờ xe mình bán chắc lỗ 500 triệu đồng. Nhìn lại mà mà thấy buồn ghê gớm. Hồi 2017, 2018 vừa phải mua xe giá đắt, vừa kèm lạc, kèm đồ chơi, vừa năn nỉ sale, nhờ chỗ này chỗ kia mới mua, được chiếc xe đi Tết, giờ nhìn lại là cục lỗ to như con hà mã, anh Phương nói thêm Cùng với đó, theo anh Phú, chủ một gara ô tô xe cũ ở Long Biên, Hà Nội cho biết, mua xe năm 2017, 2018 là chấp nhận chịu thiệt thêm 2-3 năm tuổi như vậy. Sẽ phần nào mất giá đáng kể sau này, nếu muốn chuyển nhượng lại. Ngoài ra, những lo ngại về chất lượng hàng tồn kho là có cơ sở bởi ô tô. Để lâu, có thể làm giảm tuổi thọ của ác quy, lốp xe, và, màu sơn. Hàng tồn kho thường không? Được bảo quản tốt dễ bị suy giảm chất lượng tuy được giảm giá nhưng chưa chắc đã rẻ anh phú nói tôi tuy to sắc nhưng học rốt nên đọc không chuẩn xin hãy thứ lỗi cho tôi trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại